chờ em chưa đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời anh vẫn chờ em. Quý vị thấy Tiết Cương hôm nay đứng đây dưới bóng cây và rất là lãng mạn, y như một ca sĩ đang thực hiện một MV ca nhạc lãng mạn trữ tình. Nhưng không phải, quý vị ơi, Tiết Cương chỉ là một anh chàng review xe dạo thôi. Hôm nay có hẹn với diễn viên anh Thư, nói Tiết Cương ơi, đứng đây đợi em để em cho anh review một chiếc xe. Đợi hoài thấy tới mà sáng giờ đứng đây có mấy người khách tới hỏi rồi, hỏi Tiết Cương có đi không. Tiết Cương nói không đi, bận rồi, nhưng mà thật sự thấy cũng chưa phù hợp nên không có đi. Bây giờ sẽ phải đợi cô ấy thôi. Trong khi đợi thì mình phải MV là phải có bung lá lên mới giống phim ca nhạc quý vị. Mấy cái phim ca nhạc cũng vậy á. Lá mình thảy phía trước nè, máy sát vô đó, che nè, đó mình thảy lên nè, đó tiền cảnh gì thấy đẹp không. Phim ca nhạc là vậy á, mà tại vì Tiết Cương không có người làm cho nên mình tự làm, chứ đúng là có người đứng bên cạnh ống kính thảy cái lá nè, đó quý vị thấy lãng mạn không, xuất sắc luôn, rất là lãng mạn trữ tình đó. MV ca nhạc là phải chịu cực quý vị ơi. Đó, quá đẹp luôn. Ai đó? Đằng xa lại đó, anh làm cái gì vậy? Anh đang làm MV ca nhạc. Trời ơi, bữa sao? Nay em giới thiệu cho anh chiếc này luôn hả Thư? Không. Vẫn là mũ bé mèo huyền thoại hả? Là mũ bé mèo huyền thoại. Rồi, và hôm nay thì Thư cho Tiết Cương giới thiệu cho Tiết Cương chiếc xe gì nhìn ngầu quá hả Thư? Xịn dâu. Gì? Xịn dâu. Xe này gọi là xe xịn dâu hả? Đúng rồi. Ủa tại sao em chạy xe xì tin dâu? Tại vì em xì tin mà, em phải chạy chiếc này mới phù hợp. Xì tin hả? Sao anh thấy cái mặt em già quá vậy? Giới thiệu quý vị, năm nay là bạn anh Thư là 2K2, là năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhưng mà mặt là người ta tưởng là sinh năm 9X rồi. Nói đùa thôi chứ hôm nay em cho anh review chiếc này cho anh phải không? Dạ đúng rồi. Rất là dễ thương. Thương ha. Xe này của hãng nào vậy em? Dạ hàng Thái anh. Hàng Thái hả? Dạ. Suzuki hàng Thái hả? Máy gì? Shiba. Trời. Hả? Sao bữa nay em rảnh vậy? Trời, em rảnh xe hai thì mà nói gì vậy? Vậy hả? Rảnh xe thì phải không? Bữa hôm anh cho em trải nghiệm chiếc Yamaha Mio, em thích không? Trời, nhắc tới chiếc đó em mới giận anh á. Giận gì? Chiếc đó là da dép mà anh nói em yêu thiệt luôn á, về em tìm hiểu em biết á, anh bị gạt. Giận hận anh thiệt sự luôn. Hận. Ai biểu review xe không chịu tìm hiểu đã giờ là hận tôi. Vậy là cái giá đó anh cũng gạt em luôn đúng không? Giá gì? Hôm bữa nói cái giá với chiếc đó ba mấy triệu, nghĩ sao vậy? Chiếc xe đó nhiều. Chiếc đó chắc cũng 700 mấy, 200 mấy đúng không? Thôi ai biết. Thôi anh mệt quá, tự tìm hiểu đi. Đi review xe cái gì cũng phải tự tìm hiểu. Cái gì mà cũng hỏi tôi, rất là mệt quá. Ai bảo cho tôi review chiếc spin dâu này. Chiếc này đời mấy em? Chùm cuối spin dâu 2000. Trời ơi, bà chơi chùm cuối luôn. Wow, chiếc này 2 tháng đĩa luôn hả Thư? Dạ. Quá dữ luôn. Này hàng Thái Lan hả em? Nhìn cái đầu đèn nó cũng ngầu ha. Xì finger. Cái đầu đèn. Xì finger mà nó xì tinh dâu. Xì dâu mà. Quá đáng thiệt chứ. Ủa. Đèn xi nhan đâu Thư? Xi nhan trong đây nè anh. Trời. Có trời. Ủa gì kỳ vậy? Anh nhớ của xì tinh gơ, xì đan nó lòi ra đây mà. Hả? Trời ơi, vậy là cái này đời cao nằm trong phải không em? Dạ đúng rồi. Wow. Chúng ta sẽ nhìn cái mặt đồng hồ của nó. Maximum nó chạy là 106 km/h. Em chạy bao nhiêu? Hồi nãy cho em chạy 80 anh. Trời ơi, chạy 80 vậy anh thấy em bò tới đây chạy được 8 km/h á. Có báo top nè. Mò này, đèn này. Sao em chạy xe để hết xăng kìa vậy? Chưa mà, chưa có hết anh, giờ này xăng mắc quá anh ơi. Xăng mắc mà. Xăng mắc mà em đi chiếc này em đổ mỗi lần đổ hết nhiêu tiền hơn? Đổ chiếc này hả? Lại đổ đầy chắc tầm khoảng chắc 80 nhỉ. Ừ, em mượn, em cũng không rành đó anh ơi, xe mượn. Ủa xe mượn hả? Em tặng mượn không mà. Trời ơi. Thưa quý vị, đây là dòng Hyper Interbon. Nên chiếc này thì Tiết Cương cũng rất là thích những cái dòng xe mà chậm chậm gì đó. Dạ, dạ yếu quá. Cào cào cho cháu. Cho anh chạy thử được không? Được, nhưng mà chiếc này cái đất nhỏ không? Ừ, mã khóa chạy xe đất nhỏ không? Chìa khóa mở sao? Sao cứ ngắt vậy? Hả? Đó, trời ơi, không cầm gì hết.
Tiên Cương thử máy chiếc xì tinh dâu của bạn Thư như thế nào nhé. Ôi, rớt giò cái nổ luôn hả? Nghe giòn tan luôn. Giòn tan luôn. Rồi cho mượn cái mũ bé mèo đi. Chứ con sẽ chạy thử chiếc xì tinh dâu của mèo coi chiếc này chạy ngon không nha. Mèo. Cái này người ta nói là em không biết câu mèo già quá cáo hả? Mèo già quá. Quay lại là em khỏi gọi luôn nha, anh sẽ đi luôn, bỏ cái cọc cho mình xe. Trời nắng gì mà ông Cương bỏ mình đi đâu rồi trời, thì chứ nắng đen già hết luôn. Nói xấu thì tôi không hả? Em không có nói xấu, nhưng mà anh nhìn anh từ sai ghê lắm á, rất là bị lỗi luôn. Lỗi là sao? Tướng ta đẹp trai phong độ rồi nè, kiếm đâu ra một người 62 tuổi mà còn trẻ chung như tôi. Ủa, anh 62 tuổi rồi. 62 tuổi rồi, mặt trẻ ha, đội nón bé mèo vẫn phù hợp, miễn cưỡng thì vẫn có trẻ. Thôi đừng có bàn nữa nha. Sao anh chạy anh thấy sao? Chiếc này chạy máy nó mạnh ghê luôn á. Nếu mà chiếc này Tiến Cương thấy là nó tuy nó có 5 số nhưng mà chạy cũng rất là đầm. Máy của nó vẫn là máy xì bo quý vị ơi. Đó, nhưng mà cái điều xì bo thì cái gam nó gam màu xám con này gam. Nhưng màu... mà hồi nãy anh chạy anh móc lên đúng không? Anh có đạp xuống không? Anh chỉ móc lên thôi. Lúc nãy anh chạy. Ôi mệt quá. Làm như tôi không biết chạy xe hỏi cho anh móc lên đạp xuống. À, tôi sẽ nhìn đây. Đây, xe còn xăng không? Wow, còn đầy luôn, đầy nhóc luôn quý vị ơi. Bên này là nhớt nè, coi còn nhớ không? Kiểm tra bả coi đi xe bả. Có tổ này. Mở cái này ra coi được hết. Đó, nhớt đầy nhóc luôn nè. Wow, trời. Xe này không biết đổ nhớt mắc lắm á. Trời ơi, cái bình nhớt nhưng mà nó không có cái cấp xe nhỉ. Trời ơi, xe thể thao một cấp xe đâu ra gì hai. Chiếc xe này thì em nói với anh là em mượn hả Thư? Em mượn á. Chứ là em đâu có chiếc này. Wow. Tiến Cương thấy bây giờ các bạn trẻ rất là thích những dòng Hyper Underspawn này. Bởi vậy bây giờ các bạn trẻ hay đi dòng Sunit nè của Honda hay là Sachia Raider của Suzuki. Nhưng mà đó là sau này là 4 thì do các hãng bây giờ em biết tại sao không cho sản xuất 2 thì nữa không? Khí thải à. Em có thấy chai này nó bụi không? Cho nên các hãng bây giờ họ rất là thích những sản xuất những dòng này để phục vụ với trẻ. Nhưng mà bị cái là nó 2 thì cho nên họ chuyển qua 4 thì hết. Cho nên những bạn mà yêu thích những dòng xe này á, giờ họ phải sưu tầm lại thì bây giờ nó đổi giá rất là cao. Từ những dòng Nova, Citin hay là Sachia đời cũ á, là bây giờ họ tìm lại rất là nhiều. Nhưng mà hình như 2 thì là dễ chạy hơn đúng không anh? Bữa giờ mình chạy 2 thì. 2 thì nếu mà mới đầu tập chạy con á, thì 2 thì anh nghĩ nó dễ hơn. Bỏ ra nó không có bị cái độ giật nó ít hơn. Còn 4 thì nó bỏ ga mà mình không giữ ga nữa sẽ tắt máy. Và anh thấy em tập chạy cũng rất là nhanh. Chiếc này anh thấy tương đối cũng còn đẹp với một chiếc 2 thì. Ủa em nói chiếc xe này là giá nhiêu Thư? Chiếc này trên 100 anh. Trời ơi. Nhưng mà cũng đúng quý vị ơi. Xe bây giờ 2 thì mà dưới 100 coi như là đâu có nữa. Những dòng Nova hay Akira hay là Singer này bây giờ giá lúc nào đội trên 100. Chiếc này là em nói là của ai? Của anh của em. Vậy hả? Dạ. Anh của em hả? Xe này có bán không? Bán Tiến Cương chiếc này đi. Tiến Cương chạy đi review xe. Em bán nhưng mà không có bán cho anh Cương. Tôi ăn ở sao mà nó bán mà không bán cho anh Cương. Nói chứ chiếc xe này nếu mà cái diễn giả con mà muốn liên lạc giao lưu thì liên lạc trực tiếp với em hả Thư? Không, em mắc livestream rồi, em bận lắm. Anh em livestream gì? Em bận gì livestream gì? Em livestream giày dép túi sách. Anh có nhu cầu mua cho bạn gái không? Ủa, ủa hình như anh Cương chứ bạn gái đúng không mọi người? Ủa giày dép túi sách là sao anh chưa hiểu? À, thì bán giày dép túi sách em lên livestream rồi mọi người xem mọi người đặt hàng. Vậy hả? Đâu em thử diễn đoạn livestream cho anh với quý diễn giả coi em livestream giày dép túi sách em nói sao? Mà lên livestream em nói giọng em lanh không? Không, em rất là thùy mị. Đâu rồi em nói thử coi. Rồi, 2 3 máy chạy.
bắt đầu. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với anh Thư nha. Ngày hôm nay Thư sẽ giới thiệu mọi người nói như vậy đó anh. Thì nói đi, ta đang nghe coi, ta đang theo dõi mà tự nhiên ngưng. Ok. Hôm nay Thư muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó là cái nón bảo hiểm bé meo của Thư, nón bảo hiểm huyền thoại rất là dễ thương. À, được thiết kế à, à thôi anh ơi, không được đâu anh ơi, anh ngại quá. Không, nói vụ về dép túi sách của em đi, đừng nói cái nón bảo hiểm. Ở đây đâu có cái gì đâu mà giới thiệu. Sao sao mà anh thấy coi like em thấy nói chuyện lưu lót rồi nhưng gặp từ, lên YouTube tới cùng bị khớp hả? Đúng sao còn dạ? Anh sao? Anh kêu anh Thư. Lâu lâu lên lâu quá, tại lâu quá em không gặp anh. Thí dụ em thường xuyên hai anh em mình đi review xe này nọ, em sẽ dạng dĩ hơn. Đây có phải là vụ không anh? Vụ gì anh em đã giao lưu chủ yếu quay về cho tặng cho bà nội coi. Chứ vụ gì đây trời, mệt ghê vậy á. Bà nội Thư nói lâu quá sao Tiết Cương không rủ anh Thư quay cho bà nội coi. Hôm nay nội coi chắc nó anh Cương già sao để râu già. Có sao đâu, bình thường thôi, mình lớn anh tuổi. Anh Cương định làm daddy với mọi người. Thôi đừng nói chuyện đời tư đây ha. Nói chứ xe này muốn ấy liên hệ sao? À, liên hệ với anh của em. Số điện thoại em. Số điện thoại em á. Không, số điện thoại của anh của em. Số điện thoại em, đọc cho quý vị khán giả giao lưu. Mọi người liên hệ với số điện thoại anh của Thư nha. À, 0795 4 số 3 và 2 số 0. Số rất là dễ nhớ và rất là đẹp luôn. 0795 3333. Dạ đúng rồi. 00 hả? Dạ đúng rồi. Gặp ai? Anh của em. Tên... em bận lắm, dạ đừng. Anh em tên gì? Anh của em tên Hiếu. Còn còn nếu mà số Thư đọc cho khán giả luôn đi. Dạ thôi. Sao vậy? Không, anh vừa rồi một số khán giả có nói anh Tiết Cương ơi xin gì info của anh Thư mà anh không biết info là gì. Anh trả lời là không bé ơi. Sao vậy? Không. Cứ đọc số cho khán giả ta giao lưu đi. Không bé ơi. Chứ giấu giếm, nhưng mà nếu mà Facebook tên gì? Facebook của em hả? Ừ. Thư Thay Vô. Thư Thay Vô, chữ Thay Vô chứ sao? T A y ngắn. Y ngắn Thay. Y dài O U. Y dài O U. Cái chữ Thay Vô là tiếng Hàn Quốc hả? Tiếng Nhật đó. Mà có nghĩa là gì? Là gì? Mặt trời anh. Ờ, quý vị muốn giao lưu với anh Thư cứ trực tiếp vô Facebook Thư Tài Du nha. Chứ còn số điện đọc tiếng Nhật nhiều mà. Chứ số điện thoại bà không bật mí. Và thì Cương sau khi được trải nghiệm chiếc Suzuki Stinger này cũng cảm thấy rất là thích, bởi vì những cái dòng xe hai thì bây giờ đã không sản xuất và rất là hiếm, thì giá trị nó đổi rất là cao. Và quý vị khán giả để tìm một chiếc xe hai thì chạy với giá mềm thì bây giờ cũng rất là khó, bởi vì dòng Sibor với Z bên này đổi giá quá quý vị ơi. Theo Tiết Cương được biết á, thì một chiếc Sibor mà dọn từ 110 mà dọn lên 120 á, bây giờ giá nó cũng đã đội lên gần 200, trên dưới 200. Còn một chiếc 120 mà dọn á là nó đã đội lên trên 250 quý vị. Chứ một chiếc xe hàng Thái Lan như vậy mà Tiết Cương nghĩ nếu mà giá trên 100 thì cũng hợp lý. Đó, quý vị nào cần giao lưu thì cứ gọi trực tiếp cho Thư nhé. Gọi cho Thư. Anh của em. Ừ, là gọi cho anh của Thư. Rồi, cảm ơn anh Thư rất là nhiều đã hỗ trợ cho Tiết Cương được trải nghiệm thêm một dòng xe hai thì mà Tiết Cương yêu thích. Rồi sắp tới thì nếu mà anh em mình kiếm, nếu anh kiếm được xe thì anh mời em. Còn em kiếm được xe thì em sẽ gọi anh ha, anh em mình tiếp tục hợp tác để làm những clip tặng cho quý khán giả yêu những dòng xe hai bánh, những dòng hai thì và những dòng tay ga ha. Vậy cảm ơn thật nhiều nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip Tiết Cương được diễn viên anh Thư cho review chiếc xì tinh dâu rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.